Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Như Nguyễn Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Hồ Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phát hình trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và trên Youtube. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, cũng là ngày 28 Tết, ngày 29 tháng 1 năm 2022. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền cảm ơn Lê Thái và hôm nay Lê Thái mặc cái áo rất là đẹp nhìn là thấy muốn là đi chơi xuân rồi thưa <laughs> và ông, quý vị và vâng. ngày hôm nay là ngày 28 Tết rồi thưa quý vị ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những gia đình chuẩn bị cúng tất niên à, và cái, những cái ngày vừa rồi là đưa ông táo về trời rồi cúng tất niên à, ở bên Thái thì Thái sẽ làm gì và ngày hôm nay cái thời tiết nó hơi bị âm u chút xíu dạ vâng Ờ, bên em thì em Christian thì vẫn đón Tết giống như, như mọi người thôi chỉ có điều là bên bên Christian thì em không có cúng kiến nhưng mà bên nhà bên bên nhà vợ thì có cúng kiến này nọ đủ hết thưa quý vị nhưng mà tại vì thái thì đọc Christian thành ra chỉ đến nhà thờ vào những cái ngày mà cuối năm hoặc là đầu năm để mà đi lễ thôi à, và cái thưa quý vị không khí Tết nó tràn ngập ở khu phố Bù đúng không à, và quý vị là chúng ta mà đang ở miền Nam Cali thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta không đặt chân đến khu Phước Lộc Thọ là một trong những cái địa điểm mà uh, nó gây cho chúng chúng ta hoài niệm nhớ về những cái Tết Việt Nam nhiều nhất hầu như là 100 phần à, trăm người dân Việt Nam chúng ta thì chúng ta nếu ở Việt Nam thì chúng ta biết rồi chúng ta biết là đón Tết truyền thống như thế nào nhưng mà khi đến qua Hoa Kỳ thì à, Phước Lộc Thọ cũng là một trong những cái địa điểm nó khiến chúng ta hoài niệm đến khoảng chừng từ bảy à, 70 đến 80 phần trăm nó không hoàn toàn giống như Việt Nam nhưng mà cũng là khiến cho chúng ta rất là vui trong những ngày dịp Tết nguyên đáng không, chị như Huyền à, đúng rồi cảm ơn Lê Thái và ngày hôm nay thưa quý vị là thời tiết cũng như cũng nhắc lại buổi sáng âm u thì trưa nắng À, đẹp nhưng mà tới khi quý vị nhớ đi ra ngoài Phước Lộc Thọ chơi thì cũng nhớ rất là cẩn thận thưa quý vị Từ vì Covid vẫn nhiều và hiện tại những cái event của năm này cũng có rất là nhiều bị cancel không ở ngoài trời nữa Như là đài LSTV giao thừa năm này không có ở ngoài trời phải không Lê Thái? dạ vâng đài năm nay thì do tình trạng covid 19 nó đang diễn tiến cũng khá phức tạp thưa quý vị thành ra là không có tổ chức ở ngoài nhưng mà chúng tôi vẫn làm cái chương trình ngay tại đài luôn và sẽ có một số chương trình mà chúng tôi làm về bánh chưng bắn tét này nọ những cái cuộc thi áo dài này nọ rất là vui rất là hứng thú cũng sẽ gửi đến quý vị trong cái chương trình đầu năm mới và kính thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng giống như thường lệ như Huyền và Lê Thái vẫn đưa đến quý vị những cái thông tin vô cùng gần gũi chung quanh chúng ta về cuộc sống về y tế về sức khỏe cũng như một số thông tin về động vật hay là giải thì thông tin đầu tiên Lê thái đưa đến quý vị là một cái thông tin về một cái chất kết dính siêu chắc nó chịu được cái mức nhiệt là 200 độ C mà được các nhà khoa học Mỹ vừa vừa rồi trong mấy ngày vừa qua đã đưa ra một cái nghiên cứu mới rất là thành công thưa quý vị. Và theo tờ New Atlas, các nhà khoa học ở Mỹ đã phát triển chất kết dính với độ chắc chắn rất là cao. 1 cm vuông có thể giữ được vật nặng là 136 kg. Nhóm các nhà khoa học này tại phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge à, viết tắt là ORNL của thuộc bộ năng lượng Mỹ chế tạo chất kích dính mới với các đặc điểm đầy hứa hẹn và tờ New Atlas ngày hôm 25 tháng 2 vừa qua đã đưa tin nghiên cứu này xuất bản trên tạp chí Science Advance và trong nghiên cứu các chuyên gia người ta sử dụng cái chất gọi là polyterines à, bipoly để mà à, được dùng trong các vật dụng giống như là bàn chải đánh răng hay là chúng ta trong các cái tay cầm hoặc là tả lót và họ ghép các cái hạt nano silica và polymer với cái sự hỗ trợ của những chất gọi là là boronic ester tạo ra chất liệu tổng hợp kết dính chéo mới mang tên là CMP và cái chất boronic ester này là cái chìa khóa cho khả năng tái sử dụng uh, liên kết chéo dịch chuyển bên trong các vật liệu mới và nó giúp uh, dính chặt vào có nhiều loại bề mặt và có thể là phá vỡ nhiều lần ờ, được hình thành rất là nhiều trong cái bề mặt đó và một cái cm vuông thưa quý vị nó có thể chịu được, được tới cái um, trọng lượng khoảng là 136 kg. Cái nhóm nghiên cứu này cũng tiến hành những bài kiểm tra độ chắc chắn trong đó họ cố gắng họ dùng lực tách chất kết dính mới và kết quả khả năng của nó thậm chí vượt qua mọi cái chất kết dính đã có sẵn trên thị trường trong cái thời gian vừa qua và kết quả khả năng nó uh, là sự kết hợp giữa độ chắc chắn và độ dẻo khiến chất kích dính này nó trở thành một trong những vật liệu dẻo dai nhất trên thế giới hiện nay. Chất liệu này có thể tái chế và duy trì hiệu quả ở mức nhiệt lên tới 200 độ C và thích hợp để sử dụng cho những cái mục đích đòi hỏi nhiệt độ cao. Nhóm nghiên cứu này cho rằng có thể là hữu ích trong lĩnh vực hàng không vũ trụ hay là uh, ô tô xây dựng hoặc là nỗ lực để thương mại hóa như là cải tiến công nghệ ngoài ra cái vật liệu là cái chất kích dính này thưa quý vị nó cũng có thể giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm rác thải của chúng ta trong cái thời gian sắp tới đây là một cái nghiên cứu khá ý nghĩa trong cái thời gian hiện nay mà nếu như các nhà khoa học người ta đưa ra cái nghiên cứu này thì uh, có nghĩa là không có một cái loại chất kích dính nào nó có thể mà dính siêu bền siêu chắc và có thể mà chịu được cái trọng lượng mà cao đến như vậy 136 wow. kg trên một cái bề mặt là chỉ có 2 cm vuông thôi okay. rất là gần yeah. rất là khủng khiếp mà quý vị ha yeah, rất là hài. Cảm ơn Lê Thái và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và bản tin kế tiếp đó là quý vị có bao giờ nghe tới ngũ đại hồ ngũ đại hồ bên phía bắc của Hoa Kỳ đó đó là bao gồm Lake Michigan này rồi Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie và cái cuối cùng một trong những cái lake hôm nay cái hồ Ngũ Đại Hồ hôm nay là như nói về cái hồ ở tại Michigan ở bên Chicago thưa quý vị. Và như quý vị ở California thì thời tiết của mình rất là ấm áp nhưng ở bên phía bắc những cái hồ như là Chicago, Michigan và những khu vực của quan đó thì rất là lạnh. Thì vừa rồi cái lake của Michigan nó rất là Uh, tạo ra những cái tảng băng những cái tảng băng như là cái pancake thì dịch ra tiếng việt là bánh tráng đó thưa quý vị như là nhiều bánh tráng động lại thành những cái hồ lớn như vậy Lake Michigan rất là đẹp thưa quý vị ở tại uh, Chicago ngay downtown của Chicago nằm lúc đó nó như một cái biển như đó nhưng mà là thật ra thật ra nó là lake thì một bức ảnh của Sarang Banangari được chụp lại tại bãi biển Loyola ở Rock cho bà cách trung tâm thành phố khoảng 10 dặm về phía bắc. Thì Banangari nói với CNN rằng đây là những bức ảnh được chụp ở từ trên xuống và ông ta nói ông ta chụp khi mà cái nhiệt độ của những cái khu vực này chỉ có là âm 6 độ C, có nghĩa là 21 độ F mà thôi. Độ che phủ băng của ngũ đại hồ hiện tại đang ở mức 21.9%. Và đây là một trong những cái năm lạnh nhất và vừa rồi bão tuyết rất là nhiều xảy ra ở những khu vực này. Và đây là cái thời điểm trong năm là nhiệt độ lạnh buốt ở bên miền Bắc của Hoa Kỳ như là những khu vực như là Chicago, Michigan và ở bên những khu vực của Ohio gần đó thưa quý vị. Và những cái mảnh băng này ở dưới này một trong những cái bức ảnh của anh Ông ta chụp rất là gần như quý vị cũng thấy. Nó tạo thành những cái tảng băng và những những cái bánh rán nằm rất là sát với nhau thì thường thường ở những cái khu vực này ở khu vực Bắc Cực thường bắt đầu xuất hiện ở 48 tiểu bang những cái loại băng mà đóng như vậy rất là bí ẩn và đây một cái nhìn thì rất là đẹp thưa quý vị đây là những cái tảng băng mà được chụp gần thì nó hình như là hình bánh rán như vậy thưa quý vị và đây là một trong những chớp bức ảnh mà đẹp nhất và hiện tượng này được do những cái nước sông và những cái hồ đã tạo thành đóng thành những cái băng và tạo thành những cái khí cảnh rất là tròn và sắc nếu mà quý vị đi xuống dưới đó thì nó có sẽ tan ra và mình bị rớt xuống nên không thể xuống đó được chính vì vậy mà anh ta là Ryan Alito và cùng với một người chụp ảnh ở đây tên là Benagri đã dùng một cái chiếc máy bay không người lái để mà chụp cái ngũ đại hồ chụp cái hồ này ở Lake Michigan ở khu Chicago thì vừa rồi ông ta đã chụp cái nhiệt độ chụp cái hình này thì cái nhiệt độ của nó chỉ 21 độ áp là âm độ C thì đây là một cái ngũ đại hồ rất là đẹp và âm thái thì thường thường như hồi đó như ở sống ở Michigan thì như sống cũng gần cái hồ gọi là Lake Michigan như vậy thì tới mùa đông nó rất là đông đông nó đông cứng luôn có những khúc á quý vị nó đông đông đóng băng luôn mình có thể đi bộ ra đó được Uh, em có dịp uh, đi Michigan một uh, một vài lần và uh, em đi cái hồ mà giống như là một cái hồ uh, nó nó rất là lớn nó yeah. một cái giống giống như một cái biển giống như yeah. cái đại dương yeah. vậy và khi ra đó rất là thú vị thưa quý vị tại vì ở trên một cái gọi tàu gọi là cái pier cái cầu cảng mà đi ra cái hồ đó là uh -huh. cũng có nhiều người câu cá và câu được rất là nhiều cái con cá lớn à, nói đến mà những cái địa điểm dân lam thắng cẩm ở tất cả các nơi ở uh, tiểu bang của hoa kỳ thì thật sự mà nếu như mà chúng ta có thời gian chúng ta cũng chưa chắc chúng ta đi hết đúng không chị nhiều yeah, Dạ rất là nhiều thưa quý vị rất nhưng là mà nhiều. cái hồ này mà lê thái đi xuống chicago thì nó nằm ngay cái đao thao của chicago luôn rất là đẹp và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới nếu mà dịch ổn định thì có thể là cũng có thời gian quý vị cũng như là Lê Thái hoặc là Như Quyền chúng ta cũng có thể là đi đến những cái tiểu bang chúng ta đi chơi trong thời gian sắp tới chứ là ngắm những cái cảnh hồ những cái cảnh biển nào những cái vị trí đẹp mà Như Huyền và Lê Thái vẫn đưa đến quý vị trong uh, thông tin trong cà phê sáng cuối tuần và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị hãy gọi 1800 227 2345 1800 227 2345 Chương trình này được bảo trợ bởi Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng của tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay. À, Kết thúc quý vị cá mập là trong một trong những cái con vật mà ở đại dương mà uh, nó khiến cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều phải sợ hãi và đến ngày thời điểm này đến tại bây giờ luôn khi mà Lê Thái mà bước chân xuống biển nhất là biển Hoa Kỳ á uh, thì mình cũng thấy ấn ứng, ứng tại vì À, quý vị biết không hoa kỳ vừa qua trong những cái tạp chí mà của các nhà người ta nghiên cứu và khảo sát trên toàn khắp nơi trên thế giới thì hoa kỳ chúng ta là một trong những đất nước có những cái vụ cá mập tấn công người nhiều nhất trên thế giới chị như huyền biết điều đó không yeah rất là khủng khiếp mà thưa quý vị à, khi mà chúng ta đi chơi ở ngoài biển nhất là những cái người mà nước ván hoặc là bơi ở ngoài gần bờ thôi chúng ta cũng không có bơi xa đâu nhưng mà vẫn có những vụ mà cá mập nó tấn công chúng ta rất là tàn khốc rất là nhiều thưa quý vị thật ra nếu như mà thời điểm này hoặc là cái thời điểm những cái mùa mà cá mập nó hung hăng nhất trong năm thì chúng ta cũng phải để ý những cái mùa đó để khi mà chúng ta ra biển chúng ta chơi chúng ta tắm biển hay này nọ thì chúng ta cũng để ý đến à, cái tính mạng của chúng ta nếu như chúng ta ở ngay cái vùng ừ. biển nào mà có nhiều cá mập và cái thưa quý vị theo báo cáo mới nhất của bảo tàng lịch sử tự nhiên của Florida vừa qua cho thấy rằng là Mỹ chiếm đến 64% số vụ cá mập tấn công vô cớ trên thế giới trong năm những những năm qua thưa quý vị. Sau khi điều tra 137 trường hợp tương tác giữa người với cá mập được báo cáo trên toàn thế giới trong năm 2021, hồ sơ cá mập tấn công uh, quốc tế viết tắt là cái tổ chức này viết tắt là ISAF của Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Florida đã xác nhận là 73 trường hợp tấn công vô cớ và 39 vụ tấn công khiêu khích dẫn đến 9 người tử vong trong những năm vừa qua tại Hoa Kỳ. Và uh, tấn công vô cớ chỉ là những cái vết cắn bất ngờ thôi thưa quý vị, mà con người gặp phải trong cái môi trường sống tự nhiên của cá mập. Trong khi đó thì vết cắn khiêu khích xảy ra khi con người chủ động tương tác với cá mập theo một cách nào đó. Uh, trong 25 trường hợp mà các nhà khoa học người ta nghiên cứu thì có 4 vụ là va chạm giữa tàu thuyền và cá mập. Một vụ liên quan đến hành vi ăn xác thối là cá mập ăn xác người chết và 20 vụ việc chưa để chưa thể xác định được là nguyên nhân của nó là nguyên nhân như thế nào. Và theo danh sách xếp hạng được công bố vào hôm ngày 24 tháng 1 vừa qua thì nước Hoa Kỳ đã đứng đầu toàn cầu với 47 trên 73 vụ cá mập tấn công vô cớ, chiếm 64%, đứng thứ hai là Australia với 12 vụ cá mập tấn công, nhưng trong đó có tới 3 trường hợp tử vong. Tiếp tục xu hướng trong năm năm qua thì Florida vẫn là bang ghi nhận số vụ cá mập tấn công nhiều nhất. Hawaii là 6 vụ thưa quý vị. À, Nam Carolina là 4 vụ, ở miền Bắc Carolina là 3 vụ cá mập tấn công. California của chúng ta là 3 vụ, à, Georgia là 2 vụ và Maryland là 1 vụ. So với năm 2020 thì năm nhà, năm mà hoạt động đi biển bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch thưa quý vị thì số vụ cá mập tấn công ở Mỹ trong năm nay đã tăng hơn 42% tuy nhiên xu hướng dài hạn lại cho thấy rằng số ca tử vong hàng năm đang giảm dần và theo ông gavin Naylor, giám đốc chương trình nghiên cứu cá mập ở florida thì nếu như trong những năm tới nếu như với cái vấn đề mà chúng ta còn uh, không để ý đến vấn đề mà bảo tồn cá mập hoặc là uh, đánh bắt cá mập quá nhiều hoặc là chúng ta làm ảnh hưởng môi trường của nó thì khiến nó tấn công chúng ta vào bờ rất là gần với con người thì nó sẽ yeah. gây ra những cái tình trạng mà giống như là cá mập tấn công người hoặc là khi mà chúng ta lướt ván lướt sóng ở những cái địa điểm nào mà đã cấm biển là có cá mập rồi thì chúng ta cũng nên cẩn thận yeah. để giảm thiểu cái số vụ cá mập tấn công trong những năm sắp tới thưa quý vị. Nói tới tuy lê thái mà cá mập thì những năm ngoái lúc mà bắt đầu mùa hè trở tới rồi trời bắt đầu ấm áp rồi ở những cái khu như là san Clemente hay là những khu nước biển của mình á là cũng hay nghe tới những cái vụ cá mập mà tấn công rất là nhiều thư quý vị cũng rất là nguy hiểm và đôi lúc chỉ có bơi ra ngoài biển chơi không mà thôi mà cũng đã bị uh, những cái con cá mập tấn công rồi như Lê Thái vừa đưa tin tới là phải nhớ cẩn thận từ vì mùa hè mùa xuân cũng sắp tới mặc dù mùa đông nhưng mà ở khu Cali của mình thì lúc nào quanh năm thời tiết nó cũng ấm áp nhưng là những tuần vừa rồi thì có những người họ vẫn surfing rất nhiều ở những cái khu vực như là Laguna Beach hoặc là San Clemente những khu đó surfing rất là nhiều trên quý vị nhớ cẩn thận. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị Lê Thái nói thêm một chút xíu là cá mập nó không có thích ăn thịt người nha quý vị đặc biệt là oh, cá mập nó không sợ. thích ăn thịt người uh -huh. nhưng mà do những cái vấn đề một cái tập tính của nó nó quá chung dữ đi và nó tấn công những cái gì mà nó thấy cái máu. trước mặt có nghĩa là uh -huh. với lại nó nghe cái mùi máu uh -huh. thì có thể là cá mập nó sẽ tấn công chúng ta nó không thích ăn thịt chúng ta nhưng mà nó có thể nó tấn công chúng ta yeah. và có thể là giết chết chúng ta trong gan tất còn rất là bởi cái hàm nó rất sắc nhọn yeah. và rất là nhiều vụ rất là thương tâm thưa quý vị à, cảm ơn lê thái và bản tin kế tiếp đó là một cái bản tin này rất là hấp dẫn thưa quý vị đó là à, quý vị cũng hay nghe những người mà họ nghe được tiếng nói của người chết thì đôi lúc mình nghĩ cái điều đó rất là hy hữu đôi lúc mình không có tin được phải không quý vị nhưng mà cái điều đó là có thật và những nhà khoa học họ cũng đã chứng minh và họ nghiên cứu cái lý do tại sao mà những người này có thể nghe được tiếng nói của người chết thì giống như là khi mà à, các quý vị hoặc một số người nào đó họ đã nghe được tiếng nói của những người quá cố hoặc là ông chủ đột nhiên bị chết thì họ nghe được tiếng nói của những người này hoặc là ông hàng xóm chết thì đột nhiên họ nghe được những tiếng nói những người chết này nhưng mà thường thường cái điều này xảy ra khi mà họ còn nhỏ họ đã nghe được rồi thì những người này họ không muốn nói ra từ việc người ta nghĩ rằng họ bị điên thì những nhà khoa học họ đang nghiên cứu cái điều này là có sự thật và họ muốn phân biệt tại sao những cái người bị tâm thần hoặc những cái những người mà họ có thể nghe được tiếng nói của người chết là nó như thế nào. Thì các nhà khoa học lại nghiên cứu, phát hiện ra những đặc điểm khi nghe được tiếng nói của người chết tiếng Anh gọi là clairaudient có nghĩa là à, các bạn có thể nghe thấy giọng nói của người chết và linh hồn của người ta và đã có những trải nghiệm thính giác bất thường trong cái thời thơ ấu. Những người đã có những kỹ năng bất thường này đừng nghe giọng nói của bên ngoài tức là cái những cái giọng nói của những người người ở bên thế giới bên kia mà không có thể nhìn được là do bị ảo giác hoặc là thính giác và những người có đặc điểm này thường không bị tâm thần phân liệt tinh thần của họ rất là uh, khỏe mạnh thưa quý vị và càng nhiều nghiên cứu được tiến hành về hiện tượng này là các nhà khoa học uh, họ đã tìm thấy sự liên kết giữa ảo giác thính giác và bệnh tâm thần uh, cái bệnh tâm thần gọi là bệnh à, tâm thần phân liệt đó thưa quý vị và họ xảy ra bệnh tâm thần phân liệt và những người nghe được những cái tiếng nói của cái thế giới bên kia đều là hai cái điều khác nhau và những người có kỹ năng độc đáo này họ không mắc bệnh tâm thần có liên quan đến ảo giác và thính giác và cũng có thể khả năng thấu thị nhìn thấy được những thứ ở phía bên kia thế giới mà mắt thường của mình không thể thấy được thì điều đó là có thật và các nhà khoa học đã họ cũng nghiên cứu xem xét cái lý do tạo sao những người mà nghe được ảo giác thính giác này và những người đã nghe được những cái thế giới ở bên kia những người uh, những người âm và những người chết thì những người này có một số người họ có họ họ suy nghĩ rất là positive có nghĩa là rất là là tốt còn những người thì họ nghĩ negative và họ nghĩ họ bị điên và họ nghĩ họ bị bất thường. Nhưng mà thật ra uh, theo nhà nghiên cứu cho biết rằng là những người này cái tinh thần họ rất là bình thường nếu mà họ suy nghĩ một cách à, tích cực hơn thì đó là trời phú cho họ họ có thể nghe được tiếng nói của những người à, đã chết có những người họ bị à, nghĩ tiêu cực là cái lý do khi mà họ nói ra họ nghe được tiếng nói của người chết thì bị những người xung quanh chê cười và nghĩ là họ bị tâm thần hoặc là bị điên chính vì vậy là đem tới cái sự uh, negative tiêu cực trong cái suy nghĩ của họ và cái điều thứ ba đó là sự khác biệt giữa uh, Clairaudian có nghĩa là nghe được tiếng nói của người chết và cái một cái bên là bị sức khỏe tâm thần đó là cái ảo giác thính giác do bị rối loạn thật sự thì có sự khác biệt đáng kể giữa hai cái vấn đề này những người mà có kỹ năng nghe được cái tiếng nói của những người chết bên kia thì họ có kỹ năng kiểm soát được cái khả năng của họ tinh thần của họ họ cần được cái ý nghĩ của họ mà họ thật sự họ nghe được cái tiếng nói đó còn những người bị tâm thần phân liệt đó là cái bệnh tâm thần họ có bị bệnh ảo tưởng và hoang tưởng có những điều mà không có xảy ra họ cũng tự nghĩ ra chính vì vậy ở trong xã hội của mình đã xảy ra những cái cái vụ mà quý vị coi những cái vụ mà Uh, về uh, chết người giết người hoặc là những người đã giết những cái người mà uh, xung quanh criminal thưa quý vị thì họ nghe được hai tiếng nói đó là cái tiếng nói của họ và cái tiếng nói uh, split personality có nghĩa là hai cái 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 cá tính lần thưa quý vị hai cái người ở trong đó lần thì họ xảy, họ nghe đó là cái bệnh uh, tâm thần phân liệt cho nên cái điều này vẫn là một trong những điều bí ẩn của những nhà khoa học nghiên cứu và họ vẫn ráng nghiên cứu rõ ràng hơn cái vấn đề này và tìm hiểu sâu hơn là những người mà họ nghe được tiếng nói của người chết thì cái lý do tại sao và những người bị tâm thần phân liệt thì cái nó khác nhau hai cái điều ạ, rất là hoàn toàn khác biệt thì điều này vẫn còn là đang nằm trong nghiên cứu thưa quý vị. Ờ, nói đến cái vấn đề mà những người người ta nghe được cái tiếng nói người chết cũng như là thấy được cái cái cái, cái những chết. cái cõi âm đó uh -huh. thì cái này điều này là có sự thật một trăm phần trăm thưa quý vị à, và Lê Thái là một trong những người đã gặp rất là nhiều lần gặp cái Lê Thái đấy. Dạ, em đã gặp ma nói mình đúng đó là gặp ma rất là nhiều lần ít nhất wow. là phải là năm lần và không, ừ. em, em thì không nghe được cái tiếng người chết nhưng mà ừ. em gặp rất là nhiều lần ừ. thành ra lời thái tin chắc chắn một trăm trăm là có cõi, cõi âm và có người thứ ba ừ. nhưng mà mình vẫn tiếp tục sống ở trong một cái điều kiện ừ. có nghĩa là mình sống song song với cái thế giới đó Có nghĩa là không ai đụng chạm ai thì em nghĩ đó là một cái vấn đề rất là bình thường đúng không quý vị ừ. à, chúng ta cũng không cần sợ quá mà cũng không phải cần phải mạnh dạng quá cứ bình thản mà sống và chúng ta phải chấp nhận cái điều là có cái thế giới thứ ba sống song song với mình À, và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Như huyện Bình Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng ta sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại. Bao trợ chờ đây. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345

Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng với Như hiện và Lê Thái. À, và kính thưa quý vị, à, trong phần vừa rồi thì Lê Thái đưa đến quý vị thông tin về cái số vụ tấn công cá mập mà ở nước Mỹ chúng ta là một trong những cái đất nước đứng đầu toàn cầu à, về số vụ mà tấn công của cá mập là 64% à, tính tổng thể trên tất cả các vụ tấn công ở trên toàn thế giới trong những năm trong 5 năm, năm vừa qua. À, và vừa qua thì ở Australia thưa quý vị theo thông tin từ tờ báo The Mail thì ở cái đất nước này người ta đã uh, sáng tạo ra uh, chế tạo ra một cái loại đồ bơi người ta gọi là đồ bơi giữ nhiệt hay là còn gọi là Shark Stop làm từ những cái vật liệu rất là chắc chắn để có thể chống cắt hay là thủng hay là hạn chế vết thương và giảm mất máu từ những cái vết thương do cá mập tấn công thưa quý vị. Và công ty Australia Shark Stop giới thiệu bộ đồ bơi giữ nhiệt với khả năng ngăn cản cá mập cắn Tờ The Mail ngày 25 tháng 1 vừa qua đưa tin vật liệu của bộ đồ làm từ những cái sợi này gọi là những sợi nano polystyrene à, trọng lượng phân tử rất là cao và được thiết kế để có thể sử dụng kết hợp với vật liệu cao su à, neoprene truyền thống. Theo The Shark Stop, thưa quý vị, thì vật liệu mới này không chỉ có khả năng chống thủng, cắt và mài mòn tốt mà cái tỷ lệ mà độ bền cũng như là cái trọng lượng cũng cao hơn cái sợi Kevlar 50% và hơn thép 8 cho đến 15 lần và nó đã được sử dụng trong các vật dụng giống như là cái tấm trắng đạn dành cho trong cái giới mà cảnh sát hay những người làm trong cái công việc mà bảo vệ. Đại học Flinders đã thử nghiệm vật liệu mới với cá mập trắng ở ngoài khơi của quần đảo Neptune nam của Australia và cho kết quả rất là tốt. Người ta nói rằng là vật liệu này vô cùng chắc chắn, đồng thời nó nhẹ nè, không bị nước ảnh hưởng quá nhiều. Phó giáo sư Charlie hovener Trưởng nhóm sinh thái cá mập phương Nam, ông cho biết rằng là kết quả nghiên cứu của ông được công bố trên một cái tạp chí khoa học trong năm 2019 và ông cũng cho biết rằng là cái vật liệu mới này được phát triển với cái mục đích là chống các vết cắt và thủng, hạn chế vết thương, từ đó nó làm giảm cho người ta bị mất máu và nguyên nhân tử vong hàng đầu khi mà chúng ta bị cá mập tấn công cái nhu cầu giảm nguy cơ từ cá mập thưa quý vị đồng thời là không gây hại cho uh, cho những cái loại cá mập này uh, cá mập nó cắn có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và thể chất cho chúng ta ngay cả vấn đề gánh nặng cho xã hội cũng như là kinh tế uh, vì vậy thì tiếp tục nhờ những cái nhà khoa học này người ta phát triển những cái phương pháp mới để mà giảm nguy cơ cá mập cắn À, bảo đảm hiệu quả của những cái loại áo này nó vô cùng quan trọng đối với cái cuộc sống của chúng ta à, với độ bơi giữ nhiệt sát stop này thì các tấm vật liệu mới được kết hợp cùng với vật liệu neoprene sinh học ở những cái vùng cơ thể bị thương nặng do cá mập nó cắn À, ví dụ như xung quanh cái đồng bạch đùi này, sản phẩm này nó mới và không nặng hơn nhiều so với những cái loại đồ bơi giữ nhiệt mà chúng ta đã từng sử dụng trong quá khứ trong khi đó thì nó vẫn giúp cho cái con người chúng ta khi mà chúng ta mặc cái bộ đồ này vào nó rất là linh hoạt nó giúp cho chúng ta có thể chúng ta được chống cái sự mà à, thấm của nước rất là nhiều và à. coi như là những cái phần giống như đùi hay những cái phần chân ấy, thì có những cái, những cái cấu hình của cái bộ đồ này nó giúp cho chúng ta bảo vệ được cái phần bắp đùi bắp chân của chúng ta và khi mà bị cá mập tấn công thì nó ít bị thủng hơn là những cái phần Khác trên cơ thể của chúng ta uh -huh. cảm ơn Lê Thái nhưng mà cái áo này chị đang suy nghĩ từ vì vừa rồi Lê Thái nói tới về con cá mập thì cái áo này khi mà đi xuống bơi hoặc là đi xuống nước thì có bị uh, chống khó, chống không bị cá mập cắn không chống không không bị cá mập cắn thì không có phải nhưng mà có thể là chúng ta sẽ bị cá mập cắn nhưng nó làm giảm những cái nguy cơ tử vong của chúng ta có nghĩa là nó không làm chúng ta bị tổn thương nhiều hoặc là khi chúng ta bị tổn thương thì cái 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 áo đó nó nó bít cái vết thương lại nó làm nó không làm cho chúng ta bị rỉ máu ra. Ừ. Thí dụ những cái loại khác, thí dụ như loại áo khác đó, thì có thể chúng ta sẽ chảy máu bên trong. Yeah. Nhưng mà cái loại áo này nó sẽ giữ chúng ta lại lại cái cái, cái vết thương đó, ừ. nó không làm vết thương bị rộng ra và chúng ta không có nguy cơ bị mất máu. Và quý vị ơi, nếu như mà chúng ta mà bị mà cá mập nó tấn công cái máu chúng ta ra thì cũng có rất là khiến nhiều cái con cá mập khác nó nó quay trở lại nó để nó rồi, tấn công không phải là một con mà rất là nhiều con thành ra đây là một trong những cái bộ đồ mà ở úc người ta thiết kế ra em thấy là úc đại, đại rồi. lợi có những cái uh, sáng tạo cũng rất là hay rất là ừ. thực tế uh, nó gần gũi với lại những cái vụ xảy ra trong cái quá khứ cũng như trong tương lai đúng không chị Nhi? rất là hay cảm ơn là Thái và văn tin kế tiếp là như Huyền muốn đưa tới quý vị là quý vị nào có bao giờ đi dự lễ cưới của ấn độ tập tục của Ấn Độ Nhi có đi mấy lần rồi Thường thường đám cưới của họ rất là đông thưa quý vị Thường thường mà đám cưới của một Ấn Độ là ở đây á, Mặc dù ở đây thôi cả ngàn người hoặc trên một ngàn người mà họ mời tới dự đám cưới thì như có một cái người bạn thân ở Michigan đã như tới dự một lần rồi cái đám cưới rất là đông thưa quý vị tất cả họ hàng bao nhiêu người bạn bè đều là mời tới hết nhất là cái receptionist và trong cái buổi tiệc dự lễ nữa cô dâu phải cả một tuần ngồi trang sức rồi vẽ lên mặt rồi vẽ lên tay rất là nhiều thì ngày hôm nay như đưa tới cho quý vị một cái bản tin đó rất là hay và cũng rất là thú vị từ vì Covid vừa rồi xảy ra rất là nhiều nên tại Ấn Độ, họ phải giới hạn đám cưới lại, họ thay vì 2.000 người thì họ mời được 100 người mà thôi. thì hai vợ chồng này có một cái ý tưởng rất là hay là họ đám cưới bằng kỹ thuật số hoặc là qua online, tức là cái đám cưới bình thường của họ. Ờ, cái làm lễ thì họ vẫn làm ở trước mặt gia đình, tất cả mọi người đàng hoàng Nhưng mà tới cái reception là cái tiệc cưới thì họ đám cưới qua online gần tới hơn 2.000 người họ mời trên online bằng phone Họ có thể connect bằng phone, bằng máy tính, bằng điện thoại để mà giữ cái đám cưới của họ Thì hai người này tên là Dinesh Sivakumar và Changana Tên rất là dài thưa quý vị là hai người này tên từ, đến từ Tamil Nadu thì họ đã mời 2.000 người đến dự tiệc chiêu đảo ảo của họ vào tháng tới với tư cách là Potterhead. Anh ta cái người chú rể đặt tên là tự xưng là Potterhead vì họ hâm mộ Harry Potter nên cặp đôi đã chọn những bữa tiệc theo chủ đề Hogwarts để mà tham dự qua điện thoại qua máy tính thì đây khi mà những cái người khách hoặc connect vô trong cái website của người đàn ông này thì họ sẽ thấy đây là những cái character cô dâu và chú rể họ không có đệ hình của họ nhưng mà đệ hình bằng những cái cái avatar theo những cái người mà theo Harry Potter mà họ mê thưa quý vị và lễ cưới hợp pháp vẫn diễn ra trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân tại ngôi làng Rasamwami và bên đó cách khoảng 170 dặm của thành phố chính của Ấn Độ và lễ cưới của họ tốn hết 2.016 đô la để mà thiết kế online những cái chương trình như vậy mà người đàn ông này chú rể này là một trong những engineer và ông ta anh ta làm việc với lại uh, những cái kỹ thuật và về tiền tiền ảo đó thưa quý vị và sự kiện này kéo dài một giờ để chứng kiến cặp vợ chồng cưới hầu như nói chuyện với khách của họ và khám phá ra cái lâu đài và tùy chỉnh ngoại hình và trang phục avatar của họ, họ thay đổi avatar, họ thay đổi trang phục theo cái bối cảnh mà chú rể đã design. À, ngoài việc có thể mời những vị khách mà họ không thể tham dự được, cặp vợ chồng cho biết một lễ kỷ niệm kỹ thuật có một lợi thế rất là độc đáo đó là họ liên quan đến những người cha quá cố của Ramasowi đã chết trong năm vừa rồi và bố chồng của anh ta đã qua đời vào 4 năm À, bị, à, vào năm ngoái vì vậy à, anh ta đã tạo ra một cái avatar 3D trông giống như người bố của mình và người bố này đã đến chúc phúc cho anh ta những người nào mà không giữ được thì họ tạo ra cái character này để mà giữ đám cưới rất là thú vị thưa quý vị và tại mỹ cũng có một cặp vợ chồng họ đã tổ chức à, cái buổi lễ này qua kỹ bằng kỹ thuật số à, tức là ảo đó thưa quý vị à, qua online thì tại đây mà nhưng mà Ấn Độ đây là lần đầu tiên họ đã được chấp nhận từ vì Ấn Độ khi mà đám cưới thì người ta bắt buộc phải có người chứng kiến phải là có đầy đủ người chứng kiến thì cái buổi lễ đó nó mới hợp pháp thưa quý vị thì người chú rể này anh ta phải đi thuyết phục bên gia đình vợ và bên gia đình chồng thì và chính quyền nữa thì cuối cùng họ đã được chấp nhận và đây là lần đầu tiên Ấn Độ sử dụng đám cưới qua bằng kỹ thuật ảo à, một cái thông tin khá thú vị trong ngày hôm nay À, tại vì em nghĩ là cái chuyện này là chỉ có là trong suy nghĩ thôi chứ người ta rất là khó để mà thực hiện nhưng mà ừ. hai cái uh, hai cái uh, cái cặp đôi này thưa quý vị uh, rất là mạnh dạng trong vấn đề mà tổ chức đám cưới yeah. ha và có thể là mời được làm tạo được một cái hiệu ứng có nghĩa là ba của anh có thể tham dự được cái đám cưới anh của mình à, sau khi mà ông qua đời và sử dụng hình ảnh của ông để mà à, tham dự cái lễ cưới đám cưới của con một cái ảnh vô cùng hay và vô cùng ý nghĩa yeah. cộng với là một cái đầu óc gọi là siêu trí tuệ có nghĩa là anh có thể là anh anh, anh, anh mê, cái, anh mê này. cái bộ phim mà Harry Potter, Harry Potter thành này. ra là anh 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 <laughs> suy nghĩ những cái nó nó, nó nó siêu 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 năng lắm giống như là một cái người không phải bình thường như <laughs> nhưng mà thật, thật sự là rất là hay thôi quý vị rất à, và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần ba Cà phê sáng cuối tuần như hiện thái xin quý vị hãy giữa màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị, hãy gọi 1800 227 2345, 1800 227 2345. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay. Và phần này là phần cuối thưa quý vị. Kính thưa quý vị, viêm lát miệng là một trong những cái bệnh mà chúng ta thấy tưởng chừng giống như là nó đơn giản. Một người mà khi mà chúng ta bị viêm bị chúng ta bị lỡ miệng hay bị loét cái miệng hoặc là lưỡi hoặc ngay lợi của chúng ta đó thì có thể là nó kéo dài vài ngày hoặc là một, một hai tuần là nó hết uh -huh. nhưng mà một số người người ta khi mà chúng ta cảm giác là cái bệnh cái lét miệng của chúng ta hay lét lưỡi hay là cái lợi của chúng ta mà nó kéo dài quá nhiều ngày và nó cứ tái thì tái lại thì chúng ta nên để ý đến cái nguy cơ là chúng ta bị ung thư miệng thưa quý vị uh -huh. đây là một cái bệnh mà chúng ta tưởng chừng giống như là nó đơn giản không để ý nhưng mà thật sự nếu như mà chúng ta không để ý và quan tâm đến những cái vết lở vết loét thường ngày thì nó có sẽ gây đến cái tình trạng là tổn thương và gây ra cái ung thư cái vòm họng của chúng ta hoặc là ung thư miệng ung thư lưỡi rất là nguy hiểm và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị những cái viêm những cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta bị viêm loét miệng à, đầu tiên thì À nếu như mà chúng ta có một cái chế độ ăn uống không phù hợp thì có thể là chúng ta sẽ khiến cho những cái lượng mà giống như là dầu mỡ nè hay những cái đồ ăn cay nóng nó sẽ gây khó chịu và nó dẫn đến cái tình trạng là cái cơ thể của chúng ta bị nóng ở bên trong, dẫn đến cái sự xuất hiện của những cái vết loét miệng ở trong cơ thể của chúng ta ở trong miệng của chúng ta. Và chúng ta nên cải thiện cái chế độ ăn uống kịp thời và bổ sung đầy đủ cái chất dinh dưỡng và ăn những cái chế độ ăn uống thật là khoa học thật là hợp lý để và cân bằng dinh dưỡng đó, để chúng ta có thể chúng ta cân bằng lại cái vấn đề mà à, ở trong cơ thể chúng ta về phần nóng chúng ta làm cho nó nguội lại và chúng làm cho mát cơ thể thì chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ bị lác miệng cái thứ hai là chúng ta không nên thức khuya nhiều cái khoảng thời gian từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng là cái thời điểm mà tốt nhất để cho cái cơ thể của chúng ta giải độc. Và nếu như mà chúng ta mà không đi vào những cái giấc ngủ sâu trong thời gian này thì nó sẽ khiến cho cái cơ thể của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trong cái trạng thái là mệt mỏi dẫn tới rối loạn nội tiết và gây ra viêm lát miệng luôn thưa quý vị. Và nếu như mà chúng ta điều chỉnh cái lịch ngủ của chúng ta thường xuyên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, không thức khuya để mà xem phim hay là cầm điện thoại thì chúng ta cũng có thể bảo vệ được sức khỏe của chúng ta tránh cái nguy cơ bị lắc miệng dẫn đến ung thư miệng và những cái người mà có hệ miễn dịch kém cũng khiến cho cái cơ thể chúng ta bị tấn công bởi những cái vi sinh vật vi khuẩn hay là virus virus nó tấn công và không chỉ là nó gây chúng ta bị lát miệng không mà chúng nó cũng sẽ kèm theo cho chúng ta những cái triệu chứng sốt làm cho chúng ta rất là khó chịu mất nước và dẫn đến tình trạng chúng ta bị ngày càng ngày sức khỏe chúng ta càng tệ hơn và cái thứ hai là yếu tố di truyền những cái người mà có yếu tố di truyền giống như là ba mẹ mà đã từng bị lát miệng rồi thì ừ. có thể con cái cũng sẽ bị lát miệng ừ. và cái vấn đề cuối cùng là vệ sinh răng miệng không 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 kỹ càng nếu như chúng ta không đánh răng thường xuyên hoặc là đánh răng không đánh răng kỹ hay chúng ta không có clean cái răng chúng ta bằng những cái tâm chỉ này nọ nó thì gây ra những cái vi trùng cái vai, vi khuẩn ở trong cái miệng của chúng ta nó sẽ sinh sôi ở trong đó và nó sẽ gây ra cho chúng ta viêm viêm những cái nú răng hay là những cái lợi cái lưỡi này nọ nó cũng sẽ gây gây ra những cái nguy cơ cho chúng ta bị ung thư miệng thưa quý vị và những cái triệu chứng của người bị lét miệng có thể dẫn đến ung thư miệng là gì và lê thái cũng gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay nếu như mà chúng ta bị lắc miệng không chỉ cảm thấy là chúng ta khó chịu trong miệng, mà một số người có phản ứng là bất thường trên cơ thể, đặc biệt là ảnh hưởng tới giấc ngủ hoặc là mất ngủ. Một số người thì khi mà bị viêm lắc miệng nó có khả năng phát triển thành ung thư miệng, giống như là người ta có biểu hiện giống như là chán ăn, nè buồn nôn, sốt cao. Và lúc này thì chúng ta không được nên chủ quan và cần đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời để tránh những cái trường hợp đáng tiếc nó sẽ xảy ra về vấn đề ung thư miệng, ung thư lưỡi hoặc là ung thư vòm họng. Đây là những cái vấn đề nó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên bảo vệ sức khỏe của chúng ta bằng cách là chúng ta theo dõi cái miệng chúng ta hàng ngày và ăn uống hợp lý, vệ sinh hợp lý. Cảm ơn Lê Thái. Đó là một cái tin rất là hữu ích. Nên quý vị nhớ kiểm tra mỗi ngày. Cần gì thì đi khám bác sĩ ngay. Thì bản tin kế tiếp đó là nhiều muốn nói về trẻ em. Thưa quý vị từ hai. Từ 24 tháng cho tới 2 tuổi Thì quý vị thấy đường Nhìn đường thì ngọt Ăn vô thì rất là ngon Thưa quý vị cảm thấy rất là thích Nhưng mà đường rất có nhiều tác hại Và đặc biệt là cho trẻ em Thưa quý vị Như quý vị cũng biết là trẻ em không có thích cái gì mà đắng hết Đó là cái điều tự nhiên Cái quy trình tự nhiên khi sinh ra là thích ngọt Và ngọt càng nhiều hầu hết 99% Là trẻ em thích ăn ngọt Chứ cho mà đắng vô một cái là dục đi liền thì theo của trường đại học Pittsburgh, một trong những chuyên khoa của về nghiên cứu về public health, về sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, thì các chuyên gia khuyên là không nên cho trẻ sơ sinh từ 12 đến 24 tháng tuổi là cho ăn những cái thức ăn mà có thêm đường ở trong đó, thì những cái thức ăn đó là bao gồm siro hoặc là mật ong làm nhân tạo và trong đó có những cái đồ ăn, đồ uống trái cây có những đồ uống trái cây người ta bỏ đường vô rất là nhiều, không có phải là uh, thực chất về trái cây thưa quý vị. thì cái điều đó rất là phổ biến và một trong sau đây thì họ những cái nhà chuyên gia họ nói cái lý do tại sao là khi những trẻ em ăn những cái đồ uống mà có đường nhiều thì không tốt, không giống, không giống như những trái cây như là sản phẩm từ sữa, rau, bánh mì và các loại ngũ cốc đường được làm tự nhiên trong những cái chất này, những cái đường tự nhiên thì rất là tốt. À, còn những cái đường mà họ bỏ thêm vô để làm cho ngọt thì làm phải cho trẻ em hạn chế lại hoặc là không ăn luôn. Cái lý do do à, là tại sao? thì đây là cái lý do là từ khi sinh ra đến 24 tháng sự tăng trưởng và phát triển thích hợp đòi hỏi rất là nhiều calorie và chất dinh dưỡng từ trẻ em. Thực phẩm và đồ uống có nhiều đường bổ sung, có cung cấp rất là nhiều calorie được gọi là calorie rõng calorie rỗng, rõ, rõ, và trong đó có rất là nhiều chất dinh dưỡng và cung cấp thực phẩm có thêm đường cho trẻ em từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi là có vấn đề vì trong cái giai đoạn này trẻ em ăn rất là ít nhưng nếu trẻ em mà ăn những cái thức ăn mà có đường nhiều trong đó thì làm cho trẻ em no rồi thì không còn chỗ để cho những chất dinh dưỡng khác nữa thì không đủ để cho trẻ em phát triển thì khi đường nhiều thì sẽ xảy ra những cái hậu quả của sức khỏe đó là kiềm chế cái sự phát triển của trẻ em thay vì phát triển bề cao thì phát triển bề ngang và bị béo phì như là bệnh tim mạch và bệnh sâu răng khi mà lớn lên những trẻ em có thể học cách nên dạy trẻ em học cách chấp nhận những cái thức ăn mặc dù nó không ngọt mặc dù nó không ngon nhưng mà có nhiều chất dinh dưỡng và có chất đắng như là rau hoặc những cái chất mà uống trái cây mà nó có nguyên chất từ trái cây ngọt từ trái cây tự nhiên chứ không phải là những chất đường hoặc là kem hoặc là da ua hoặc là những cái chất như là kẹo thì trong đó người ta bỏ đường rất là nhiều thưa quý vị và cái điều thứ hai người ta nói rằng 85 trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ đa số là tiêu thụ ăn những cái thức ăn mà có thêm đường mỗi ngày thì những cha mẹ và chúng ta nên chăm sóc những trẻ sơ sinh thì để loại bỏ cái những cái cái thức ăn mà có nhiều đường nhân tạo thì phải nên như thế nào thì những chuyên gia này họ đưa ra đó là một trong những xấu vấn đề là phải nhìn vào nhãn thực phẩm khi đi mua và chuyển sang đồ uống ăn lành mạnh hơn và khi mà đi mua thì phải nhìn trên cái label nó có nhiều loại đường cấu trúc khác nhau và biết chi tiết ở trong đó và chú chú ý chú ý đến những cái gói đồ ăn mà có đường họ ẩn ở trong đó tức là ví dụ một cái 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 gói đồ ăn thì trong đó có 20 phần trăm trong đó là sugar hoặc là đường ở trong đó thưa quý vị và nên thử thường xuyên và nên cho trẻ em ăn những cái đồ ăn nhất là mặc dù rau có chất đắng thì nó vẫn tốt hơn Dạ vâng cảm ơn chị như huyền và chúng ta cũng nên kiềm chế cái độ ăn ngọt của trẻ em ở trong cái thời điểm mà chúng ta uh, trẻ em đang phát triển thưa quý vị ừ. uh, và cái thưa quý vị chôm chôm là một trong những cái trái cây mà vùng nhiệt đới mà hầu như là cái dân việt nam của chúng ta rất là mê ừ. Chứ không phải dân việt nam không mà dân châu á bây giờ hoa kỳ cũng thấy một số người người ta ăn rồi uh, riêng là quý vị ăn chôm chôm thì quý vị có biết cái tác dụng nó ngày, ngày, ngày hay không thì ngày hôm nay thì thái sẽ đưa đến quý vị những cái tác dụng bất ngờ của trái chôm chôm à, rất là đặc biệt thưa quý vị à, cái thưa quý vị trái chôm chôm đó, nó, trong đó nó có rất là nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe À, ngoài ra nó có dầu chất xơ và vitamin C và những cái hợp chất khác có lợi giúp cho chúng ta à, giảm cân và tốt cho xương à, cái đầu tiên là nó tăng cường năng lượng thưa quý vị hàm lượng vitamin B chuyển hóa thành carbon carbonhydrat và protein cao trong quả chôm chôm nó đóng cái vai trò đáng kể trong việc mà tăng cường năng lượng cho chúng ta rồi trong khi đó thì quả chôm chôm nó cũng hỗ trợ chúng ta giảm cân trái chôm chôm nó quý vị biết là nó rất là ít calo mà cái lượng chất xơ của nó rất là nhiều và nó giảm giảm khả năng ăn quá nhiều của chúng ta cái chất xơ hòa tan trong trái chôm chôm nó có thể hòa tan với nước tạo thành một cái hợp chất giống như cái treo ở trong ruột và làm chậm có quá trình tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng giúp cho chúng ta có cảm giác là thèm ăn và no lâu hơn à, cái thứ ba là tốt cho xương và nó có một cái lượng sắt và canxi phospho tốt trong cơ thể và giúp cải thiện cho vấn vấn đề xương và sửa chữa phát triển xương chắc khỏe hơn và giảm những cái nguy cơ gãy xương thậm chí là các bệnh ở xương cái điều thứ tư là cái đặc tính kháng khuẩn và sát trùng thưa quý vị chôm chơm nó có tác dụng là kháng khuẩn tiêu diệt mầm bệnh đặc tính sát trùng trong quả châm chơm nó đóng vai trò bảo vệ cơ thể và chống lại hàng loạt các dạng nhiễm trùng rút ngắn thời gian làm mà chúng ta làm lành vết thương cũng như là hình thành của dịch mũ à, giảm táo bón quả châm chơm có hàm lượng chất sơ cao và cải thiện cái động uh, mạnh, uh, nhu động ruột thưa quý vị và cái chất xơ nó hoạt động như một cái chất xúc tác giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn và giảm nguy cơ khó tiêu cũng như là táo bón cái thứ ba cái thứ năm là cải thiện sức khỏe tim bởi vì cái hàm lượng vitamin c cao nên nó, nó cải thiện sức khỏe của tim và uh, củng cố sửa chữa các máu bị tổn thương còn lại là có cũng có tốt cho da đầu là tốt cho tóc nè và nếu như mà chúng ta ăn chôm chôm đúng cách thì khoảng chừng là 300 g gram mỗi ngày thì rất là tốt cho cơ thể wow. chúng ta đừng có ăn nhiều và quý vị nào chúng ta mà bị lượng đường cao cũng như làm bị béo phì thừa cân uh -huh. thì chúng ta nên giảm cái chế độ đó lại uh, ăn chôm chôm lại nhưng mà chúng ta vẫn phải tăng cái khẩu phần ăn chất sơ nhiều hơn và đây là một trong những cái thông tin rất là hữu hữu ích trong ngày hôm nay về trái chôm chôm và quý vị nào chúng ta mà đã từng thích trái chôm chôm thì chúng ta chị có thể chôm. mua về mà chúng ta ăn chôm chôm rất, rất là ngon chị đây chị rất là thích trái chôm chôm em rất vậy. là ngon <laughs> à, và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay à, một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình à, cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung Ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú Ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị, hãy gọi 1800 227 2345. 1800 227 2345.